Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vào chiều qua ngày 8 tháng 7 khiến một người chết tại chỗ. Ngày hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết hiện tình trạng sức khỏe của một trong số nạn nhân đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Các y bác sĩ đang nỗ lực tập trung cứu chữa. Địa điểm xảy ra tai nạn là căn nhà trên đường Nguyễn Việt Hồng ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Công trình nhà ở dân dụng này xây dựng 4 tầng, chiều cao hơn 20 mét. Thời điểm này thì có 5 công nhân đang thi công trên giàn giáo thì bất ngờ một bên giàn giáo đổ sập làm 3 công nhân rơi xuống đất là chị Nguyễn Thị Thùy Duyên, anh Dương Quốc Thái và anh Nguyễn Văn Lộc. Tai nạn xảy ra đã làm anh Lộc đã tử vong tại chỗ, còn anh Thái sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ do chấn thương nặng, chỉ có chị Duyên may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hiện tại bệnh nhân Thái được bác sĩ nhận định là đang trong tình trạng đa chấn thương, gãy khung chậu, gãy xương đùi, chấn thương sọ não. Bệnh nhân hiện vẫn đang hôn mê sâu, huyết áp thấp.